còn chúng mày miễn nói chuyện, mày không vào trong nhà chúng mày thì thôi, chúng mày có mua đất trong đó. Còn hỏi tao là nó ở đâu? Nhưng mà sao thì không có chiến đấu đến cùng. Bất hiếu là con tao, tao không muốn nó bất hiếu nữa. Thì tao không để cho đứa nào can thiệp vào đây. Tất cả những người đến khi sắp tao bằng cái phương pháp tốt nhất, bệnh viện này hết đường. Còn chúng mày miễn nói chuyện, mày không vào trong nhà chúng mày thì thôi, chúng mày có mua đất trong đó. Còn hỏi con tao là nó ở đâu? Nhưng mà sao thì không có chiến đấu đến cùng. Bất hiếu là con tao, tao không muốn nó bất hiếu nữa. Thì tao không để cho đứa nào can thiệp vào đây. Tất cả những người đến khi sắp tao bằng cái phương pháp tốt nhất, bệnh viện này hết đường. Có chỉ đem đây đâu. Phải cho con.